Nếu chúng ta đã làm YouTube và chúng ta có đưa thêm phần nhạc vào video của mình thì mình chắc chắn là chúng ta đều gặp cái cảnh này này. Sau khi đăng video lên YouTube thì video của chúng ta sẽ bị cảnh báo bản quyền. Và đặc biệt đáng tiếc là nếu video của chúng ta đã làm một thời gian rất dài rồi và tăng view đều đặn rồi thì đến một ngày đột nhiên nhận được cái cảnh báo bản quyền nhạc. Khi đó thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất là giữ lại bài nhạc trong video và tiền từ trong video của mình sẽ chuyển hết qua bên sở hữu cái bản quyền nhạc đó. Và cách thứ hai thì chúng ta tìm cách xóa phần nhạc đi. Nếu các bạn không muốn mất tiền cho bên sở hữu bản quyền thì chúng ta sẽ chọn cách này. Hoặc là chúng ta có thể thay thế cái phần nhạc ở trong video đấy bằng cái phần nhạc có sẵn ở trong YouTube. Tuy nhiên nó có một cái bất cập xảy ra nếu các bạn làm theo cách này là cái phần âm thanh gốc của mình nó lại trùng với cái phần âm thanh bị bản quyền nhạc đó. Thế nên là nếu chúng ta xóa cái phần nhạc đi thì cái âm thanh gốc của chúng ta cũng bị xóa đi theo luôn. Thế trong trường hợp này chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào? Rất may là sáng nay, ngày 19 tháng 7 năm 2024 thì YouTube đã cung cấp một tính năng mới là sử dụng AI để tách cái phần nhạc có bản quyền ra khỏi cái âm thanh gốc. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tách một cái phần âm thanh gốc ra khỏi cái phần nhạc bị bản quyền YouTube. Để chuẩn bị làm một video thì mình đã chuẩn bị 5 cái file video này mình tải từ Pixel và đây là cái video miễn phí. Một âm thanh gốc là cái giọng nói của mình ghi lại và một phần nhạc bản quyền. Mình sẽ tạo một video từ tất cả những file này gồm có video làm hình ảnh, âm thanh gốc của mình và phần nhạc nền. Mình sẽ đưa tất cả các file vào CapCut. Đưa hình ảnh vào trước này. Mình sẽ chỉ tạo ra một video dài hơn 1 phút để YouTube vẫn coi đấy là video dài và lấy làm mẫu cho các bạn. Mình đưa cái phần âm thanh của mình vào này và đưa phần nhạc vào này. Giờ chúng ta sẽ nghe thử xem âm thanh như thế nào. Những cây quan thiên nhiên, núi cao vút, khu rừng tươi tốt, những hồ nước bình minh đều mang đến cho con người ta cảm giác bình yên và đầy hứng khởi. Ok, mình thấy khá ổn rồi, mình sẽ xuất video này ra. Giờ mình sẽ up video lên YouTube. Trong lúc này thì YouTube đang xử lý âm thanh xem nó có vi phạm bản quyền gì không. Nếu mà có thì YouTube sẽ báo. Giờ mình sẽ quay lại. Đang kiểm tra này. Sau khi kiểm tra xong thì chúng ta sẽ thấy ngay video này bị báo là vi phạm bản quyền. Và bây giờ mình sẽ xử lý để bỏ cái phần bản quyền này đi bằng cách xóa phần bài nhạc đi và xem chi tiết. Chọn hành động. Thì đây là cái tính năng mới YouTube cho. Loại bỏ bài hát được xác nhận sở hữu trong khi giữ lại âm thanh khác như lời nói hoặc là tắt toàn bộ âm thanh. Mình sẽ chọn vào tính năng này. Đây nó sẽ cho hai phần là xóa bài hát, tức là loại bỏ cái bài hát đi thôi, và thứ hai là tắt toàn bộ những đoạn bị xác nhận sở hữu bản quyền. Thì ở đây mình sẽ xóa cái phần bài hát này đi. Đó, thì phần bài hát bản quyền của mình vi phạm từ đầu đến cuối video luôn. Thì mình sẽ chọn lưu. Xóa bài hát. Thì đây là tính năng AI, nó sẽ tự động lọc ra những phần âm thanh nào là bài hát âm thanh, nào là lời nói, do nó sẽ tách ra, giữ lại lời nói của mình và bỏ cái phần âm thanh của bài nhạc đi. Và bây giờ mình sẽ chờ sau khi YouTube xử lý xong thì mình sẽ xem cái chất lượng của video cuối nó sẽ như thế nào. Sau khoảng 10 phút xử lý thì các bạn đã thấy ở phần hạn chế này từ phần bản quyền đã chuyển thành không có bản quyền. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kích vào video và xem cái khả năng AI nó tách âm thanh ra khỏi lời nói trong video nó tốt đến mức độ nào nhé. Đẽ và phức tạp, những cây quan thiên nhiên, những ngọn núi cao vút, những khu rừng tươi tốt, những hồ nước bình minh đều mang đến cho con người ta cảm giác bình yên và đầy hứng khởi. Càng thấu hiểu về thiên nhiên, con người càng tìm thấy sự bình yên, hạnh phúc trong tâm hồn mình. Các bạn thấy thế nào? Cá nhân mình thấy thì cái khả năng tách âm thanh này của YouTube khá tốt và mình nghĩ đây là một công cụ tuyệt vời để giữ lại cái giá trị của video gốc, thoát khỏi cái cảnh báo bản quyền âm thanh của YouTube. Và quan trọng này là video của mình vẫn có thể tự kiếm tiền được cho mình mà không lo lắng bất kỳ vấn đề gì liên quan đến bản quyền âm thanh YouTube cả. Nếu bạn nào rơi vào trường hợp này thì đây là cách xử lý cho các bạn thử áp dụng ngay với video của mình nhé.